Mỹ Nhật xin chào quý vị khán giả đang đến với không gian bếp của Vui Sống Mỗi Ngày. Và người đồng hành với Mỹ Nhật trong bếp ngày hôm nay đó chính là một gương mặt khá quen thuộc với quý vị khán giả thích nấu nướng. Xin giới thiệu với quý vị kiến trúc sư đầu bếp Phan Thắng Thái Hòa. Xin chào chị. Chào Nhật và chào các bạn. Chị Hòa, thấy cái này quen không? Quá quen phải không? Đúng. Nhật theo dõi chị qua chương trình MasterChef và Nhật biết chị là một người rất thích nấu nướng và đam mê khám phá những cái món ăn mới lạ. Cho nên ngày hôm nay thì Nhật có một cái thắc mắc mà muốn nhờ chị giúp đỡ cho Nhật cũng như là quý vị khán giả luôn. Nhật nghĩ vậy, tại vì xem cái cuốn này thì Nhật có thực hiện theo một vài món trong đó rồi, ăn cũng khá là ngon. Nhưng mà tới cái món nghêu thì Nhật lại dừng lại. Tại sao vậy em? Tại vì Nhật là người thích những cái món ăn chế biến từ nghêu mà Nhật chưa có bao giờ làm qua những cái món nghêu như vậy hết á. Cho nên là Nhật sợ làm xong chắc hết thích ăn nghêu luôn, tại vì nó dở quá đó. Nhật cố tình dựa theo cái công thức này và chuẩn bị sẵn các cái nguyên liệu dành cho hai món, đó là nghêu xào lá lốt và nghêu nướng mù tạt. Thì hôm nay nhờ chị giúp đỡ cho Nhật được không? Biết Nhật thích ăn nghêu cho nên hôm nay chị khuyến mãi cho Nhật thêm một món nữa đó, gọi chị gọi là nghêu tắm trắng. Nghêu tắm trắng đó. Ôi cảm ơn chị nhiều. Mình sẽ bắt đầu là món nghêu xào lá lốt và nghêu tắm trắng, tại vì cái món này nó có một cái công đoạn chung là mình sẽ cần hấp cái nghêu cho nó vừa nở ra. Dạ. Để mình lấy một phần ra để mình xào lá lốt và một phần để mình tắm trắng. Có hai loại nghêu là nghêu trắng và nghêu màu xám xám đó. Thì mình thì thực ra thích ăn cái nghêu màu trắng hơn, nhìn nó cũng sạch sẽ hơn. Dạ. Nhưng mà nó cũng có thêm cái nghêu nó gọi là nghêu biển á, cái loại to hơn. Dạ. Thì những cái con đó thì cái phần thịt nó to chắc hơn thì mình có thể sử dụng cho những cái món mà nướng nhanh hay là cái gì đó thì cũng được. Dạ. Như vậy là chọn nghêu tươi và nghêu to thôi. Nghêu tươi và to. Rồi ok. Thì mình sẽ hấp sơ, có nghĩa là mình luộc nhưng mà cũng không phải là mình để cho đầy nước hết. Dạ. Cái phần ngập cái phần nghêu, mà mình chỉ dùng một chút thôi, nước vừa sôi bỏ vô để nắp lại là xong, tắt bếp. Mình đợi cho nghêu nó ra thì trong thời gian đó mình sẽ sơ chế những cái phần còn lại. Về món nghêu xào lá lốt thì lá lốt mình rửa sạch ha, mình chỉ lấy lá xong rồi là mình sẽ cắt cắt sợi thôi. Dạ. Cắt nhuyễn vậy thôi. Như vậy là nghêu lá lốt là có lá lốt sắc rồi ha. Rồi. Còn nghêu tắm trắng thì Nhật không biết là cái tên gọi này nó xuất phát từ đâu. Thực ra nó chỉ là vui thôi, tại vì tắm trắng thì mình dùng sữa đó. Thường mình phụ nữ hay tắm với sữa thì là da nó cũng sẽ mịn màng trắng ra. Cái tắm trắng là mình sẽ sử dụng là sữa tươi ha. Và sữa kem á, whipping cream. Và thêm nước nữa. Thì cái phần nước tỷ lệ nó đều là 1:1:1. Giả sử như một nước, một sữa tươi và một sữa đặc, một cream. Rồi trong đó thì mình sẽ sử dụng thêm sả để nó thêm cái mùi thơm. Khi mà mình nấu liên quan tới những cái món liên quan tới sữa thì mình lưu ý là mình không bao giờ bật lửa quá cao. Nó chỉ vừa sôi liu riu thôi thì cái thành phần sữa và béo nó không bị tách ra khỏi nhau. Thì cái đó lúc đó cái nước của mình nó mới ngon, nó thành một cái nước sốt ngon. Chị Hoa cho Nhật hỏi là Nhật thích ăn hải sản và thích cái con nghêu, nhưng mà ăn nhiều quá thì không biết có vấn đề gì tới sức khỏe không? Chắc chắn là ăn nhiều thì cũng sẽ không tốt, nhưng mà thật ra thì nghêu nó có rất là nhiều chất dinh dưỡng ở trong đó, giả sử như kali nè, chất đồng, canxi, và ngoài ra nó có vitamin E nữa. Thì như Nhật biết là vitamin E là phụ nữ rất cần cho da, đúng không? Rồi. Về cái món nghêu xào lá lốt á, thì mình sẽ làm một cái phần sốt. Dạ. Để cái phần sốt đó thì nhiều khi á mình cũng thích ăn mà kiểu lai rai chấm thêm bánh mì chấm vô á. Dạ. Thì chị làm thêm một cái phần sốt, nó là với bơ. Thì mình hòa tan bơ với trong nước ấm. Dạ. Thì mình có thể dùng nước luộc nghêu vô một chút cũng được để cho nó vẫn giữ cái mùi của nghêu. Dạ. Hòa tan đó xong rồi sau đó là mình sẽ cho một chút xíu đường, một chút xíu bột nêm thôi. Cái phần mà để nấu nghêu tắm trắng thì chị vẫn để giữ lại trong này. Dạ. Để mình nấu cái phần sữa xong thì mình chỉ múc qua thôi. Khi mà chảo nóng á, mình sẽ cho một chút bơ vào. Sau đó là mình sẽ bỏ cái lá lốt vào. Dạ.
mùi thơm quá, mùi rất là hấp dẫn. Rồi, Nhật thử tay. Nhật muốn là làm xong ba món mình thử một lần luôn. Thì nó sẽ nguội không? Chắc thử trước một con đi, xong rồi lát nữa. Rồi. Sợ nó sẽ nguội đúng không? Ừ. Chị nấu kiểu này, chị nấu kiểu này là không có được rồi. Bởi vì Nhật nghĩ là Nhật không những bỏ nghêu mà còn phải ăn nghêu nhiều hơn nữa. Trời ơi. Rất là ngon. Trời, thì sả, mình sẽ đạp sả ra. Chị nhờ em cắt sả không chị? Lúc mà em nấu cái nước này đó, em cho thêm một chút gia vị vào giống như là hồi nãy mình đã cho. Như vậy là cái sữa này nó không cần phải sôi nhiều lắm ha. Không, nó chỉ cần liu riu là đủ rồi. Dạ, dạ. Giống như chị nói hồi nãy là các nguyên liệu này nó cũng chín sẵn, chín rồi. Sẵn rồi. Mình chỉ làm cho nó nóng lên thôi. Rồi. Dạ. Như vậy là xong được phải không chị? Đúng rồi em. Hấp dẫn quá ha. Cái này có cần phải thử liền không hay là... Chị nghĩ thử một con. Rồi thôi. Cái này là mình vừa kết hợp ăn với nước sữa được luôn. Em thử thôi. Không lẽ món nào cũng khen thì nghe nó khách sáo quá. Nhưng thực ra nó rất là ngon. À. Dạ. Cái thịt niêu thường thường mình ăn thì nó hơi có cái vị mặn. Nhưng mà khi nó hòa cùng với cái độ ngọt vừa phải của sữa và kem á, nó có vị béo mà không có béo quá, mặn mà không có mặn quá, một chút ngọt ngọt mà ngọt kiểu ngọt thịt tự nhiên, rất là ngon. Duyệt luôn hai món rồi đó. Duyệt rồi ha, bây giờ tới món khuyến mãi đây đúng không? Đúng rồi. Rồi. Để em để đó đây, làm tiếp món thứ ba. Nghêu nướng mù tạt á, dạ. Thì đây là mình có cái gọi là cái hột mù tạt ha. Giống hột mè vậy chị? À, nhưng mà nó là hột mù tạt. Nêm một chút xíu đường, một chút xíu muối thôi. Dạ. Nêm vô và mình trộn. Xíu xíu vậy xíu hả? Xíu thôi. Và sau đó đó là mình sẽ để lên trên con nghêu. Bây giờ chị sẽ cắt một chút phô mai. Dạ. Lên trên đó. Thì cái phô mai lúc mà mình nướng đó, nó sẽ chảy ra và nó thấm dính vào cái phần thịt. Đúng rồi, thấm vào phần nghêu. Ủa cái phô mai này cũng là lạ chứ, phô mai miếng hả? Phô mai miếng hoặc là mình mua loại sợi cũng được. Nhưng mà thực ra những cái loại mà mình mua từ cắt từ khối ra thì mình thứ nhất mình cũng an tâm về chất lượng nó là như thế nào. Và thứ nhì nó cái chất lượng nó cũng sẽ tốt hơn. Lúc mà mình nướng á thì mình lưu ý là mình để thứ nhất là con nghêu nó thẳng cái mặt. Thì lúc mà cái phần phô mai nó chảy ra nó sẽ phủ đều mặt. Và cái lò nướng á là mình phải cho lên nhiệt độ là 220-250. Nếu mà cái lò nướng mình không thuộc loại nóng thì cho cao nhất để bỏ vô là nó vừa chảy và nó vừa vàng là mình lấy ra là được. Bây giờ chị nướng nha. Em ơi, chị thấy là phô mai chảy rồi đó. Thì bình thường á lúc mà mình nấu để nướng lấy cái mặt vàng á thì mình cần khoảng 2-5 phút tùy theo cái bếp lò. Bây giờ chị đi lấy thì chị nhờ em cắt giùm chị cái thì là nhuyễn thì nhuyễn nha. Em đứng đây còn nghe mùi thơm nè. Trời ơi, hấp dẫn quá ha. Để chị xin chút nha. Dạ. Cái này chắc là Nhật sẽ thử ngay bây giờ luôn, khỏi cần chị mời luôn. Em tự thử. Tại vì nó hấp dẫn quá mà cái này để nguội thì nó sẽ không có ngon nữa. Coi chừng nóng nha. Dạ. Rất là thơm. Nó có hơi chua chua của cái phần mù tạt. Tại cái mù tạt nó là có cái vị chua. Cho nên là hồi nãy là mình có nêm thêm một chút xíu muối vô cho nó đậm lại một chút thôi. Và vì tại cái phần phô mai nó thường nó có vị béo và hơi mặn ngọt nhẹ. Con nữa nha. Nhật đang định nói cái vị thì chị đã nói luôn rồi. Đó là cái vị chua chua trong mù tạt. Có vẻ là đúng khẩu vị của Nhật rồi đúng không? Cái phô mai á là phô mai sợi, phô mai miếng cho nên nó không có cái vị béo và nó tan chảy ra cái phô mai kia mà nó có một chút dai dai, nó quyện lại nó dai dai. Cái mù tạt chua chua ngọt ngọt, không có vị nồng như mù tạt kia. Rồi đặc biệt là cái thì là chị rắc lên đây, nó phảng phất thôi, không có đậm. Phảng phất cái hương thì là
hòa với những cái hương vị khác, cùng với cái độ ngọt và mặn tự nhiên của nghêu nó rất là ngon. Nhật thấy đây là cái sự kết hợp hoàn hảo nè. Và như vậy là chúng ta chỉ cần bỏ ra khoảng chừng 30 phút đồng hồ thôi, chúng ta đã có được ba cái món nghêu rất là lạ, rất độc đáo và cũng rất là ngon nữa. Thì Nhật nghĩ là quý vị không có lý do gì để bỏ qua những món ăn này, đúng không ạ? Còn bây giờ thì Nhật cảm ơn chị Hòa đã dành thời gian chia sẻ với Mỹ Nhật và quý vị khán giả những cái món này. Và hy vọng là sẽ còn gặp lại chị nữa, một cô kiến trúc sư đò và đầu bếp xinh đẹp như thế này, với những món ăn khác nữa chị nha. Rồi, cảm ơn em. Chào các bạn. Và Nhật cũng chúc cho quý vị khán giả có những bữa tiệc nhẹ cùng với những món ăn mới lạ như thế này trong gia đình của mình, cũng như là chiêu đãi bạn bè. Chúc quý vị thành công với ba món nghêu ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.